Chào các bạn nhé, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 20.000 đồng token crypto network. Một số thông tin về đồng token này: số tổng cung phát hành là 100 tỷ nhé, nó có 110 tập bản hợp đương và đã phát sinh 264 lời giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập link website claim airdrop chính thức. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả bên đây nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm theo 22 bước hướng dẫn trên website của mình. Bước 1, các bạn xem xét contract. Bạn có thể sử dụng nút copy contract nhanh ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc một chút Relax của các bạn nha. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Ký hiệu token crypto sơ tập phần 18. Các bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token nha. Sau khi đã thêm địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claim và drop cho nhé. Tìm tới bước 2, nhấp vào link rút gọn đây để nhận token nhé. Chương trình airdrop nó sẽ kết thúc vào 209 ngày nữa. Các bạn cập làm, các bạn nhấp vào phần này, các bạn mua được, các bạn nhấp phần này nha. Rồi, gọi là miễn tiếp nhất là 0.5 bên này bên. Rồi, các bạn nhấp vào làm đây. Đây, đó, hiển thị lên bảng để có đối ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp cái lối này. Ví gà là 0.000538 bên này đi, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi, giao dịch đang được xử lý rồi. Các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website Tramon.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng các phần mới nhất trên Binance Smart Chain nhé. Ngoài ra nếu bạn chưa có tài khoản sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều sàn tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách để claim nhận được 20.000 đồng token crypto network. Các bạn nào có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất. Video sẽ được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.